À, chú Tài đã gặp cô bé Hoàng Thiên Nga này à, lúc đó cổ khoảng 7 tuổi. 7 tuổi thì Tài cũng nhớ rất rõ là cái bữa đó là Tài đi tham gia một cái sự kiện thì gặp cổ rất còn nhỏ tới nói chuyện rất là dễ thương, là nói tiếng Việt rất là rành. Lúc đó Tài cứ nghĩ cổ là ở con của Việt kiều nước ngoài về, là không có ngại nói chuyện, mà cổ lời cổ nói chuyện của nó là con rất là ái mộ bác. Khi mà chú với bác thì không nhớ lắm, nhưng mà cái điều Tài nhớ ấn tượng tới bây giờ Tài không bao giờ quên là lúc đó là Hoàng Thiên Nga lại chụp hình với Tài. Thì sau khi chụp hình xong rồi thì những người khán giả khác tới chụp thì cô bé Hoàng Thiên Nga này không có rời bỏ cái chỗ mình đứng mà cứ đứng luôn. Tài nhớ rất rõ là đến nỗi mà có một cái cô kia có nói cháu cháu có thể đi ra để cho cô chụp hình với chú không? Cái điều đó tại vì sở dĩ Tài kể cho quý vị nghe là tại vì từ cô bé Hoàng Thiên Nga này Tài đã thấy cổ một cái sự kết nối, mà có lẽ là sau cái ngày hôm đó là cổ rất là coi như là có một cái tình cảm ràng ràng buộc nhau. Thì tới bây giờ thì sau đó thì Tài lúc đó Tài chưa biết là cổ hát như thế nào, nhưng sau này thì Tài có lên YouTube coi thì quả thật cô này là một cô bé Tài có thể nói là rất là đa năng, cổ hát giọng rất nội lực mặc dù cổ chỉ mới 7 tuổi. Sau khi gặp Hoàng Thiên Nga và coi Hoàng Thiên Nga hát trên YouTube thì Tài còn nhận ra một điều rất đặc biệt từ cô bé này là không những cổ chỉ trình diễn và hát những bài hát bằng tiếng Việt, ngoài ra cổ còn hát rất nhiều thứ tiếng mà Tài có nghe được là tiếng Pháp nè, tiếng Anh nè, tiếng hình như là một tiếng gì Nga hay gì đó Tài không nhớ lắm, nhưng mà rất nhiều thứ tiếng. Và thật sự á thì Tài nghe cổ hát cái phát âm rất là chuẩn, đó là rất là khó quý vị ơi, ngay cả Tài đây còn không, nhiều khi cũng không dám hát nhạc nước ngoài nữa, tại vì khi mình phát âm không chuẩn thì những cái người nước của bài hát đó người ta không có hiểu. Nhưng cô này rất là thông minh, thành ra là phát âm rất chuẩn và hát một bài hát nào cũng đều hay hết. Tài muốn nói thêm một cái khía cạnh tài năng đặc biệt của cô bé này, và đặc biệt về diễn xuất. Tài đã coi một clip mà Đông Xuân với lại hình như cái bài hát là của anh nhạc sĩ Quách Bim Bim gì vậy, rất cảm động. Tại không nghĩ là một cô bé như vậy mà có thể, không biết là cổ có đi học trường hay không, mà hình như là nói chuyện của cô nói là cổ chỉ lần đầu có lên cổ diễn xuất vậy thôi. Thì đây là một những gọi là nhân tố gọi là quý hiếm trong làng nghệ thuật. Live show là kỷ niệm sinh nhật 10 tuổi của cổ thì thật sự là thú thật là cái lịch Tài rất là bận, nhưng mà vì tình cảm của Tài, Tài rất là thương cháu và rất là quý cái tài năng của cô Nga, cho nên Tài đã ráng thu xếp để tham gia cái live show của cổ. Và trong chương trình này cổ lại còn có yêu cầu nữa là cổ muốn hát với Tài và vừa hát vừa đàn guitar, thì đó là đúng là cái sở trường của Tài, thành ra là Tài rất là hiện giờ đang nói chuyện với vị và lòng rất là háo hức để mong tới ngày đó để được hát với cháu, hai chú cháu hát và cùng đàn một bài hát mà cũng do Hoàng Thiên Nga yêu cầu là bài Nhỏ ơi, thì Tài sẽ tập với cô Nga và sẽ trình diễn trong cái đêm live show đó. Và rất ước mong quý vị hãy tới ủng hộ, bởi vì chương trình này rất là ý nghĩa. Ngoài cái việc sinh nhật của cháu ra, biểu diễn của cháu ra, cháu còn làm từ thiện. Thành ra là quý vị nên thu xếp thời gian để tới xem một chương trình cái sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ và đặc biệt tài năng trẻ, ta gọi là ca sĩ, nghệ sĩ nhí Hoàng Thiên Nga.